kia là phía bếp lửa chúng tôi, còn phía này là nước tung bọt trắng xóa. Tí xíu nữa chúng ta sẽ bơi ở đó. Thì bạn Vinh đang giã tỏi ớt gia vị, các bạn có thể thấy được cái phương pháp giã tỏi ớt ở trong rừng thôi mà. Cái võng của mình và cái láng nhỏ của mình đã hoàn thiện rồi, chỉ có việc tắm rửa sạch sẽ và phi lên ngủ thôi. Bây giờ thì trời mù hơn, nhiều mây. Phía đằng kia thì sương nhẹ. Các anh cũng đã đi nghỉ. Bây giờ là 7:30 tối và anh em chúng tôi đang đói bụng, là lên trên này nhóm lửa.